Chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu về sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các tác giả là những người có kinh nghiệm trong thực hành tâm lý và tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đây là lần đầu tiên có sách giáo khoa hoạt động giáo dục trong nhà trường. Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp sẽ trang bị cho học sinh con đường hình thành, rèn luyện các phẩm chất, năng lực tâm lý xã hội và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh được tham gia rèn luyện thường xuyên, liên tục, tính theo đơn vị tuần. Em rất tự hào về điểm mạnh của mình là khả năng thuyết trình. Nhưng điểm hạn chế của em là thói quen ngủ dậy muộn. Được rồi, chúng ta sẽ cùng chia sẻ để em phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế của bản thân. Đây chỉ là một trong những nội dung thú vị của cuốn sách này. Ý tưởng và quan điểm biên soạn gắn với thông điệp chung của bộ sách như thế nào? Bộ sách được xây dựng mang tính hiện đại mà truyền thống, có bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như tính địa phương, tính vùng miền. Ví dụ, ngay trong chủ đề về hướng nghiệp, chúng ta sẽ thấy bộ sách đề cập đến những cái nghề có tính truyền thống của một số các địa phương và những nghề hiện đại hiện nay đang phổ biến. Bộ sách được biên soạn dựa trên nền tảng khoa học về nhận thức, hành vi. Điều này rất là quan trọng vì nó là cơ sở khoa học cho cả quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất nhân cách cho học sinh. Thiếu điều này, quá trình giáo dục sẽ kém hiệu quả. Học sinh sẽ kiểm soát cảm xúc thế nào khi nghe bạn thân nói không đúng về mình, bị bố mẹ mắng nặng lời, bị các bạn trong nhóm phản bác ý kiến khi tranh luận? Có rất nhiều tư vấn cụ thể sau đó như hít thở sâu, uống nước, đếm các con số, suy nghĩ tích cực. Bộ sách thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo. Giáo viên có thể điều chỉnh, thay thế, bổ sung cho phù hợp với đối tượng. Ngoài ra, bộ sách thể hiện sự tích hợp cao về nội dung và phương pháp tổ chức. Mỗi chủ đề không quy định số tiết. Giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt, sử dụng quỹ thời gian sao cho phù hợp với đối tượng của mình. Về cấu trúc sách và bài học trong cuốn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 thì như thế nào? Sách được bắt đầu bằng tên sách và bìa sách. Bìa sách thể hiện 4 mạch nội dung cơ bản của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Sau trang bìa là giải thích các ký hiệu sử dụng trong sách, lời nói đầu và mục lục. Tiếp theo là các chủ đề trải nghiệm thường xuyên. Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 được biên soạn dựa trên 4 mạch nội dung theo yêu cầu của chương trình: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp. Cuốn sách bao gồm có 9 chủ đề được sắp xếp như sau. Thứ nhất, đó là rèn luyện thói quen. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Đây là 2 chủ đề tập trung vào hướng vào bản thân. Đến chủ đề thứ 3, đó là hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình hay chi tiêu có kế hoạch, sống hòa hợp trong cộng đồng. Đây là những chủ đề hướng đến các hoạt động xã hội, bao gồm có gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đến chủ đề thứ 7, có tên gọi góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Và chủ đề này hướng tới môi trường tự nhiên. Có những thứ đơn giản nhưng nhiều em chưa thực hiện được, như rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình hoặc tại trường học. Sách sẽ có nhiều bài học về phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống của các em. Hướng nghiệp thì sao? Chúng ta đều biết cấp 2 là lứa tuổi cần phải được hướng nghiệp sớm. Sách sẽ có các chủ đề như tìm hiểu các nghề ở địa phương, tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động. Với 2 chủ đề này, các em sẽ thực hiện cái chương trình hướng nghiệp của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Sau chủ đề thứ 9 là nội dung tạm biệt lớp 7. Đây là nội dung được triển khai trong buổi cuối cùng, chuẩn bị cho học sinh trước khi nghỉ hè. Và cuối quyển sách sẽ là trang giải thích thuật ngữ. Trang này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ hơn một số từ mới trong cuốn sách giáo khoa này. Thí dụ chiến dịch là gì, hiệu ứng nhà kính là gì, hay hội chứng thị giác, hình ảnh là gì.
Và bây giờ tôi xin giới thiệu cấu trúc của chủ đề. Chủ đề sẽ bắt đầu bằng trang chủ đề. Mỗi chủ đề bắt đầu với cái tên của chủ đề. Tên chủ đề bao giờ cũng là một cụm động từ. Thí dụ, rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ, hay chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Chính vì vậy, giáo viên và học sinh có thể dễ hình dung những việc cần làm trong chủ đề. Dưới tên chủ đề là các mục tiêu và tranh chủ đề. Tranh chủ đề cũng là một nội dung khai thác, phản ánh ý khái quát của chủ đề và làm tăng thêm sự hấp dẫn của học sinh đối với toàn chủ đề. Với trang định hướng nội dung, sẽ dẫn dắt học sinh đến với chủ đề, cảm nhận được ý nghĩa của chủ đề dành cho mình và những hoạt động, những việc làm học sinh cần thực hiện trong chủ đề này. Với trang định hướng, học sinh sẽ hình dung rõ các hoạt động của chủ đề như thế nào. Điều này giúp học sinh tạo được tâm thế chủ động trong mỗi hoạt động. Ngoài ra, trang định hướng nội dung còn có những gợi ý lựa chọn một số nhiệm vụ có thể rèn luyện trong giờ sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp. Những trang phát triển nội dung hoạt động của các chủ đề. Những nội dung cụ thể của chủ đề được thể hiện thông qua các nhiệm vụ mà học sinh phải thực hiện ở mức độ khác nhau. Những nhiệm vụ liên quan đến khám phá và kết nối kinh nghiệm của người học có liên quan đến chủ đề. Thứ hai là những cái nhiệm vụ của học sinh rèn luyện các kỹ năng khác nhau để đáp ứng mục tiêu và nội dung của chủ đề. Thứ ba là những nhiệm vụ giúp học sinh vận dụng những gì được rèn luyện vào thực tiễn xung quanh. Những nhiệm vụ liên quan đến tự đánh giá. Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu của chủ đề đặt ra. Từ đó rút ra những bài học cho chu trình trải nghiệm tiếp theo của bản thân. Và sau đây tôi xin giới thiệu những cái điểm nổi bật của sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thứ nhất, có thể nói cuốn sách giáo khoa sẽ giúp học sinh rất dễ thực hiện và được viết theo cách hướng dẫn từng bước để học sinh có thể tự học, tự rèn luyện, tự thực hiện để đạt được các kỹ năng. Thứ hai, giáo viên dễ dàng tổ chức hoạt động. Sách được biên soạn logic, tường minh theo tiếp cận trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế từ dễ đến khó, từ kết nối kinh nghiệm đến rèn luyện kỹ năng và vận dụng mở rộng. Thứ ba, giáo viên tìm thấy chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Kỹ năng tâm lý xã hội quan trọng như là quản lý cảm xúc, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề. Các kỹ năng này được viết một cách giản dị mà hiệu quả. Thông qua hoạt động này, giáo viên còn tìm thấy cách tự rèn luyện bản thân cũng như nhiều nội dung giáo dục khác. Tiếp theo, đó là phụ huynh và cộng đồng cũng tìm thấy vị trí của mình trong giáo dục con trẻ. Sách được biên soạn, tạo sự gắn kết giữa các lực lượng giáo dục trẻ, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong tổ chức thực hiện, đánh giá và cùng chung trách nhiệm trong việc đạt được những mục tiêu của chương trình đặt ra. Nhiều nhiệm vụ yêu cầu học sinh thực hiện tại nhà như thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình, chăm sóc người thân bị ốm thì chắc chắn là cần sự hỗ trợ từ phụ huynh. Và thứ năm là sử dụng hiệu quả thời gian trên lớp học. Học sinh được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong sách giáo khoa ở nhà trước khi đến lớp. Ở trên lớp, giáo viên sẽ tổ chức hoạt động trên các vật liệu và kinh nghiệm đã chuẩn bị trước liên quan đến chủ đề. Thời gian trên lớp là thời gian quý báu để học sinh được trải nghiệm với các hoạt động giáo dục. Giáo viên sẽ tìm thấy sự đa dạng về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm. Sách giáo khoa chủ yếu để học sinh tự học, tự chuẩn bị ở nhà. Thế dựa trên sách giáo khoa, sách giáo viên sẽ đưa ra nhiều phương pháp và hình thức tổ chức hiệu quả để hỗ trợ giáo viên. Đặc biệt là sách giáo viên luôn lưu ý đến cách tổ chức làm sao cho học sinh hứng thú, để có thể gần như 100% học sinh có cơ hội được hoạt động với nhiều hình thức và phương pháp giáo dục mới, hiện đại và cập nhật với thế giới về hình thành các kỹ năng. Giáo viên có thể khai thác hệ tài nguyên trực tuyến và góc hỗ trợ trực tiếp từ chủ biên chương trình, từ các tác giả, từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam như là tập huấn Chân Trời Sáng Tạo và tài liệu số. Bộ sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 của Chân Trời Sáng Tạo
thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách chuẩn mực về nội dung và hình thức thể hiện, khoa học về phương thức tổ chức và kiểm tra đánh giá, hiện đại về sự ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học tâm lý giáo dục vào cuộc sống của chính học sinh. Bộ sách mở ra không gian trải nghiệm rộng lớn và giúp học sinh cũng như giáo viên được thỏa sức sáng tạo và linh hoạt. Vâng, thưa quý thầy cô, với tư cách là tổng chủ biên, thay mặt cho chủ biên và các tác giả, chúng tôi xin cam kết đồng hành cùng thầy cô để chúng ta làm tốt nhất ý tưởng của sách giáo khoa, mục tiêu của chương trình cũng như công cuộc đổi mới giáo dục lần này.